một chút bỡ ngỡ, một chút lạ lẫm, các chiến sĩ đã hoàn thành nhiệm vụ mới mẻ này. Với sự giúp đỡ của nhân viên siêu thị, sau gần 20 phút chọn hàng theo combo đã in sẵn, theo sự phân công của đơn vị, trong ngày đầu tiên đi chợ giúp dân, một số chiến sĩ cũng bỡ ngỡ vì chưa bao giờ đảm nhận nhiệm vụ này. Ngoài đi chợ hộ, các chiến sĩ cũng sẽ đảm nhận nhiệm vụ cấp phát túi an sinh đến mỗi nhà theo sự phối hợp với phường. Toàn đơn vị xác định đến thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ là đi vào tâm dịch, vì vậy công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch luôn luôn được tuân thủ hàng đầu. Mình phải khỏe thì mới giúp được bà con thành phố chống dịch. Trong những ngày tiếp theo, các chiến sĩ sẽ tiếp tục việc đi chợ hộ cho người dân để cung ứng đủ lương thực, nhu yếu phẩm, giúp người dân an tâm ai ở đâu ở yên đó một cách triệt để. Rồi chị lấy rồi. Cảm ơn các em nhiều. Chị Cẩm Tú là 108. Là đúng số tiền nha.